Em Nguyên xin kính chào quý anh chị nhé. Hôm nay thì em Nguyên đang ở ngay vị trí của xã Tà Nung thuộc cái địa phận trong thành phố Đà Lạt của chúng ta để mà quay giới thiệu chia sẻ đến quý anh chị thông tin của một lô đất có tổng diện tích là 1.250 m². Lô đất này có hai mặt tiền và đường hai mặt tiền này đều là đường xe hơi, và lô đất này có thế dương và có cái tầm view rất là đẹp đó, view thung lũng, view rất là đẹp luôn, có thể là nói là không bao giờ bị che khuất. Ở trong cái khu này thì quy hoạch của cái khu đây thì chưa có quy hoạch thổ cư, tuy nhiên rằng là xung quanh thì em Nguyên đã thấy rằng là cả nhà người dân định cư, kể cả những cái căn nhà để họ người dân để họ làm dựng lên, họ làm vườn thì cũng rất là nhiều, và hệ thống nước tưới cũng như là nước sinh hoạt thì ở trong này thì em Nguyên cũng đã thấy có rồi ha. Đây đường nước này đó, thì lô đất này nó có hai mặt tiền, thì bây giờ em Nguyên đang đi ở trên cái mặt tiền trên cao, cái mặt tiền ở trên đỉnh. Chút xíu nữa em Nguyên sẽ đi xuống cái mặt tiền ở phía dưới để mà quay chi tiết để cho quý anh chị xem. Lô đất này có cái tổng diện tích là 1.250 m. Ở trên đất thì có một cái căn nhà tôn cũ rồi. Mặt tiền đất thì khoảng 18 m, và cái ranh giới đất thì đã được bao quanh bởi một cái hàng rào lưới B40. Ở đây ha, chúng ta tính từ vị trí đây. Đó, kéo qua bên kia là 18 m. Và đây là cái thế view ở phía trước, view rất là cao, view rất là đẹp, và view này có thể nói là không bị che khuất ha. Đó, tút tút xa xa bên kia cũng có đường đi vô nhà người dân này. Đó, nhưng mà tầm thế view này thì nhìn nó rất là cao, rất là thoáng, quá là đẹp luôn. Ở phía xa xa, ở phía sau dưới đây thì cũng có căn nhà phía sau đây này ha. Đấy, có một căn nhà này đó, rất là mát, rất là yên tĩnh. Lô đất của chúng ta là tính từ đây ha. Tính từ vị trí này, mặt tiền là từ đây, kéo chạy ngang qua bên này là 18 m, và chạy dọc sâu xuống dưới kia. Đó, xuống dưới kia còn một mặt tiền nữa, thì chút xíu nữa em Nguyên sẽ đi xuống dưới cái mặt tiền dưới kia cho anh chị chúng ta xem. Ở đây có đường nước này, ở đây có một cái van xả nước này. Đây ha, đây vàng vàng ở đây. Thì cái vị trí lô đất này nó cách trung tâm thành phố Đà Lạt theo như em Nguyên định vị map thì nó là 17 km. Và có nghĩa rằng á, là xuất phát từ trung tâm thành phố Đà Lạt, chúng ta vừa đi hết đèo Tà Nung thôi tới ngay cái vị trí cây xoài cổ á. Đó, đối diện cây xoài cổ nó có một cái chùa. Thì bên cạnh cái chùa đó nó có cái con đường hẻm, chúng ta sẽ đi vô cái con đường hẻm đó. Và từ ngoài đường đó, từ cái đường tỉnh lộ 725 đó mà chúng ta đi vô đất, đi vô tới nơi thì nó khoảng 2 cây. Đó, 2 cây thì đường xe hơi ha. Đường là đường này này. Đó. Đây ha, view trên cao là view này đây ha. Đó, phía sau này thì cũng có nhà này. Đó, nhà dân, nhà này chắc không, cũng không phải là nhà người ta làm vườn đâu. Ở trong này em Nguyên thấy là người ta phân ô ra hết rồi, thì có khả năng là những cái căn nhà này là những căn nhà nghỉ dưỡng đấy. Tuy nhiên rằng là trước tiên thì người ta, các nhà đầu tư, các quý anh chị thì cũng mới làm những căn nhà nhỏ như vậy thôi. Rồi về sau thì sẽ có những cái mô hình tuyệt đẹp lên, sẽ được triển khai lên. Đây ha, là tầm view trên cao ha. Đó. Đó, lô đất của chúng ta là cứ tính từ mép mặt đường này. Đó, chạy dọc theo cái hàng lưới B40 và chạy xuống cái cây cao cao ở dưới kia. Đó. Thì em Nguyên sẽ đi, bây giờ em Nguyên sẽ đi xuống dưới kia ha, xuống cái con đường ở dưới kia để cho quý anh chị chúng ta xem ha.
Thì như chúng ta cũng thấy cái đoạn đường mà hồi nãy mà em Nguyên có vừa đi vừa quay ha, cho quý anh chị chúng ta xem. Thì đây là cái mặt tiền thứ hai, cái mặt tiền bên dưới của cái lô đất. Thì tuy rằng là cái con đường phía dưới này nó đang là đường đất, nhưng mà đường nó cũng rất là rộng. Đường nó theo như em Nguyên thấy là bề rộng nó cũng phải khoảng độ 4,5 m đó. Và mặt tiền ở dưới này thì nó thấp hơn đất của chúng ta, và đất của chúng ta là rõ ràng ở thế dương đó. Đây ha, chúng ta mà làm nhà lên thì cái tầm view của chúng ta sẽ nhìn ra thung lũng ha. Rất là cao. Ở dưới này là nhà dân này, đó. Ở dưới này cái con đường, đây là cái con đường của người dân đi vô nhà người ta này. Đó. Để em Nguyên sẽ đi vô bên trong này để cho quý anh chị chúng ta xem là bên trong này có gì nữa không nha. Ở dưới này có một cái ao, có cá. Ao này ao của người ta. Còn cái ranh đất ở phía dưới á, thì chúng ta cứ tính từ cây mít này ha. Cây này này, hồi nãy mà em Nguyên đứng ở trên cao, Nguyên chỉ xuống á, là cây này ha. Đây là cây mít này. Đó, cũng được bao quanh bởi hàng rào V40 rồi. Kéo qua bên này. Đó, tới đây là hết cái ranh dưới đất này. Đó. Đây có một cái con mương, khe mương. Đó, trên này thì có người như có nhà người ta là một số căn nhà người ta làm nhà ta ở đây này. Đó. Lô đất của chúng ta thì ở bên kia có căn nhà trên đó, nãy là em Nguyên đứng ở trên kia. Với cái tổng diện tích là 1.250 m, mặt tiền khoảng 18 m, thì cái chiều sâu của lô đất thì cũng phải hơn khoảng 100 m. Cái lô đất này á, là có hai mặt tiền, thành thử ra là cũng rất là phù hợp cho quý anh chị để chúng ta thuận hướng để làm nhà ha. Đối với cái hướng này, đó, cái hướng này là hướng đông bắc này, hướng đông bắc phù hợp cho những anh chị mà chúng ta thuận theo cái cung tây tứ trạch. Còn cái hướng chính ở trên kia, hướng mà con đường bê tông ở trên kia, nó là hướng đông nam. Hướng đông nam thì luôn luôn có gió trời mát mẻ, xung quanh những cây cối rất là nhiều, thiên nhiên núi rừng và thung lũng. Xa xa cao cao trên này cũng có nhà người dân ở nữa này. Đó. Thì em Nguyên xin phép được nhắc lại chút xíu cái thông tin của sản phẩm này để cho quý anh chị chúng ta tiện tham khảo ha. Vị trí lô đất ở ngay xã Tà Nung thuộc địa phận của thành phố Đà Lạt của chúng ta, với cái tổng diện tích là 1.250 m, lô đất có hai mặt tiền và hai hướng đất, một hướng là hướng tây bắc và hướng đông bắc, và một hướng là hướng đông nam. Vị trí cách trung tâm chợ Đà Lạt của chúng ta, cách chợ đêm của chúng ta nó khoảng 17 cây, và cách đường tỉnh lộ 725, con đường để mà kết nối đi thành phố Đà Lạt với lại đi phi trường Liên Khương nó khoảng 2 cây. Đó. Trong này thì hiện tại bây giờ sổ sách và pháp lý đầy đủ, thì quý anh chị mà chúng ta có quan tâm về cái phần giá cả cũng như là những cái thông tin khác thì liên hệ với em Nguyên để em Nguyên sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin cho quý anh chị tham khảo ha. Em Nguyên xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.